quý vị, ngay sau sự việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba là hai anh em Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh bị công an bắt giữ, thì từ ngày 20 tháng 9 năm 2019 đến nay đã có 3.312 người đến trụ sở Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh để trình báo. Tuy nhiên, trên thực tế thì con số này mới chưa được một nửa tổng số khách hàng bị doanh nghiệp này lừa đảo. Vậy lý do gì khiến những khách hàng còn e ngại việc đến trình báo ở cơ quan chức năng để tố cáo đòi lại quyền lợi của chính mình? Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tính đến ngày 20 tháng 2 năm 2020, đơn vị đã tiếp nhận đơn tố cáo của 3.312 nạn nhân là khách hàng của Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba với tổng số tiền lừa đảo hơn 1.800 tỷ đồng. Mặc dù vậy, theo tài liệu thu thập cũng như do Công ty Địa ốc Alibaba cung cấp, công ty này đã bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng với tổng số tiền giao dịch hơn 2.500 tỷ đồng. Như vậy, vẫn còn khoảng 3.400 khách hàng của địa ốc Alibaba chưa trình báo với cơ quan cảnh sát điều tra. Luật sư Trần Minh Cường, người có thời gian dài theo sát và hỗ trợ nhiều khách hàng là nạn nhân của địa ốc Alibaba, chia sẻ nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng còn một số lượng rất lớn khách hàng chưa đến trình báo. Thứ nhất, trong tổng số 6.700 khách hàng của địa ốc Alibaba, có nhiều người là nhân viên của công ty. Ngay từ đầu, họ đã được chiết khấu và mua với giá rẻ hơn, thậm chí có người còn để người nhà đứng tên hoặc đã bán lại cho người khác. Chính vì vậy, nhóm khách hàng này sẽ khó tự giác đến cơ quan công an để tố cáo công ty của mình. Ngoài ra, khách hàng của địa ốc Alibaba rất đa dạng, trong đó có nhiều khách hàng lớn tuổi, không có cơ hội tiếp cận với các kênh thông tin về vụ việc. Bên cạnh đó, do nghĩ rằng chưa có kết luận điều tra, nên nhiều khách hàng vẫn tin mình sẽ được công ty này trả lại tiền. Luật sư Cường cho biết thêm, trước đó, sau khi Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc bị bắt giữ, đại diện địa ốc Alibaba vẫn lên tiếng trấn an khách hàng không tố cáo công ty này và hứa hẹn nhiều điều. Chính vì vậy, nhiều người nghĩ rằng nếu họ không tố cáo thì sau này có thể được ưu tiên giải quyết nếu công ty trả lại tiền cho khách hàng. Nhìn nhận về vấn đề này, nhiều luật sư cho rằng nạn nhân của địa ốc Alibaba nên chủ động hợp tác với phía cơ quan điều tra để đẩy nhanh tiến trình điều tra, sớm đưa ra kết luận. Khách hàng của địa ốc Alibaba muốn lấy lại tiền trước hết phải chứng minh mình là nạn nhân của công ty này, phải trở thành người bị hại trước pháp luật. Số tài sản phía công an thu giữ của địa ốc Alibaba là khá lớn, có nhiều khả năng người bị hại sẽ được trả lại tiền dù ít hay nhiều.